Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại. Lâu rồi cũng quay trở lại quay video về review đèn diều cho anh em nhé. Hôm nay sẽ review đèn diều cho anh em kỹ chi tiết cho anh em xem nhé. Chào mừng anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em về các mẫu đèn để lắp diều, các mẫu mới hot hit nhất năm 2022 để anh em có thể tham khảo và ủng hộ cho mình nhé. Đây là mẫu đèn sạc 5 màu, chỉ cần việc nắp vào khung cái của diều là xong. Rất là gọn nhẹ và tiện. Đấy, ấn vào giữ khoảng 3 giây này. Đèn sáng, có 4 chế độ ánh sáng nhá. Đèn có thể chống nước mưa thoải mái mà không lo bị cháy nhá. Đấy. Khi sạc đầy thì mỗi chế độ của chúng ta sẽ có thể để được từ 3 tiếng, 4 tiếng, 15 tiếng, 20 tiếng, tùy chế độ của mình. Đấy, đấy là mẫu đèn sạc gọn nhẹ bên em, cho diều 1m8, 2m hay là 2m5 hay là mấy mét là đều lắp được. Đấy là ngoài mẫu đèn sạc ra thì mình còn có mẫu đèn sạc gọi là máy bay mini. Đấy, là một chiếc đèn này thì sẽ có 4 màu. Và có rất là nhiều chế độ ánh sáng khác nhau. Có thể có chế độ chớp máy bay nên gọi là máy bay mini nhá. Nó cũng tiện lợi y như là chiếc đèn sạc này, đều chống nước, chống mưa thoải mái. Ngoài mẫu đèn sạc ra là có đèn tự chế. Đèn tự chế bên em là đèn gió này, được gồm có motor và cánh quạt. Đấy. Đèn gió, motor, cánh quạt này thì mình sẽ nói về cơ chế hoạt động của nó. Khi các bạn buộc chiếc motor cánh quạt này vào chân cọc sáo của diều ấy, buộc theo hướng miệng sáo ấy để hứng gió ấy, thì khi cánh quạt quay thì đèn sẽ tạo ra năng lượng để đèn sáng. Đây là đèn quạt gió một bóng của mình lắp chóa nhá, rất là sáng luôn. Nói chung là sức của mình không đủ bằng sức gió để làm cho nó sáng. Anh em về cứ lắp lên diều là đảm bảo sáng nhá. Ngoài đèn gió tự chế ra thì mình còn tự chế ra những cái đèn cảm biến ánh sáng nhá. Nghĩa là buổi tối nó mới sáng. Còn ban ngày nó cảm biến nên là nó sẽ không sáng để tiết kiệm năng lượng cho đèn, cho pin. Đây. Đây là cảm biến của nó này. Đây buổi tối, đây buổi tối nó sẽ sáng. Đây là đèn hai bóng nháy xanh đỏ nhá. Đấy. Đây là sáng luôn. Mình đang quay vào buổi sáng là nó độ ánh sáng nó không được rõ. Cái đèn hai bóng nháy chế độ xanh đỏ này sẽ nếu mà sạc đầy pin thì sẽ chạy được độ tầm khoảng 2-3 đêm nhé, 2-3 đêm chống nước thoải mái ạ, chống nước thoải mái. Ngoài đèn hai bóng nháy xanh đỏ đấy thì có đèn ba bóng, ba màu, rất nhiều chế độ này. Nó là đèn cảm biến ánh sáng đấy, là khi mình bịt vào đây là nó sẽ sáng nha. Đây là chế độ, ấn vào đây là để thay đổi chế độ này. Chế độ các bóng sáng khác nhau, hoặc là hai bóng sáng cùng một lúc, hoặc ba bóng sáng cùng một lúc, độ tầm khoảng 20 chế độ gì đó. Đấy. Tất cả các đèn cảm biến bên em đều cảm biến, đều chống nước thoải mái nhá. Còn đây là đèn 6 bóng 3 màu. Đây là các chế độ riêng của nó. Mình bấm đèn nó cực sáng luôn. Đây là 6 bóng 3 màu thì cũng tương tự như là 3 bóng 3 màu, nhưng mà nó gấp đôi số lượng bóng lên để giúp cái ánh sáng nó cao hơn. Ngoài cái đèn đơn, những cái đèn đơn này thì bên shop còn có đèn dàn 5 điểm và đèn dàn 10 điểm. Đèn dàn 5 điểm thì sẽ là 5 bóng 3 màu. Đèn dàn 5 điểm này là 5 bóng 3 màu, sẽ có 1 bóng ở đầu, 2 bóng 2 cánh và 2 bóng 2 đuôi. Thì đèn mình đang giới thiệu với mọi người đây là 2 bóng xanh, 2 bóng trắng và 1 bóng đỏ nhá. Đấy. Cũng có rất là nhiều chế độ. Mọi người hay gọi là đèn máy bay 5 điểm đấy. Các chế độ thì cũng tùy vào mình chọn chế độ thôi mà sẽ được thời gian lâu hay ngắn hơn.
Và đây là đèn đèn 10 điểm ạ. Đèn 10 điểm này thì sẽ gồm có 20 bóng. Mỗi một điểm sẽ gồm 2 bóng. Đây. Mỗi một điểm sẽ có 2 bóng một màu. Đấy. Nhưng mà là 10 điểm là đủ các loại màu khác nhau nhá. Màu khác nhau. Nó tự thay đổi chế độ nháy nhá. Nó tự thay đổi chế độ nháy độ tầm khoảng 10 chế độ gì đấy. Nó tự thay đổi chứ mình chỉ việc lắp vào diều thôi chứ không cần là phải bấm trước chế độ như là những loại diều khác. Đấy là em đã giới thiệu toàn bộ các mẫu đèn mới nhất bên em có nhá. Anh em mà ủng hộ thì hãy comment bên dưới hoặc là inbox trực tiếp vào số Zalo em để góc trái màn hình. Và nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho shop em nhá.